Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cái thức uống rất là ngon và dễ làm. Đó chính là sữa khoai lang tím. Béo thơm và màu sắc vô cùng đẹp luôn. Ở đây thì mình có chuẩn bị là 2 kg khoai lang nha. Mình sử dụng khoai lang tím nha các bạn. Mua thì mình chọn những cái củ bự bự như thế này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có ở đây là 400g đường, một hộp sữa đặc 380g và 5 bịch sữa tươi nha. Các bạn nào mà sử dụng sữa lít thì mình có thể sử dụng 1 lít. Ở đây thì mỗi một bịch như vậy là 220ml nha. Rồi bây giờ mình chỉ việc gọt cái vỏ khoai lang ra thôi nha các bạn. Một cái màu tím rất là đẹp luôn. Khi mua về đó thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Ở đây mình chuẩn bị một cái thau nước ha. Mình cho vô đây tầm 1 muỗng canh lưng, muối. Để mà mình ngâm cái phần khoai lang này nó sẽ không có bị đen nha. Rồi sau khi mà mình đã làm xong rồi đó các bạn, không cần ngâm lâu đâu. Gọt xong rồi thì mình sẽ đem đi rửa sạch lại với nước nha. Khi đã rửa sạch rồi thì mình sẽ cắt ra, cắt những cái lát mỏng thôi các bạn, không cần dày quá đâu. Tại vì một lúc nữa thì mình cũng đem đi luộc đó, cho nó nhanh chín. Sau khi mà mình đã cắt xong rồi nè, bây giờ mình chuẩn bị đi luộc luôn. Ở đây mình có bắt lên bếp sẵn một cái nồi nước sôi và mình sử dụng là 3 lít nước nha. Sau đó mình sẽ cho những cái phần khoai vô để luộc cho chín luôn các bạn. Cái này thì mình chỉ việc luộc cho nó chín là được nha. Nó cũng rất là nhanh chín luôn các bạn. Rồi khi mà mình luộc được một lúc rồi nè, có những phần bọt thì mình sẽ vớt bỏ đi. Các bạn thấy bây giờ nó ra một cái màu tím đẹp ghê luôn ha. Đó, bây giờ thì khoai của mình cũng đã chín rồi đó. Chỉ cần thấy nó mềm là được nha các bạn, không cần nấu lâu quá đâu. Bây giờ mình sẽ đổ ra một cái rổ này luôn. Phần nước này đó thì mình giữ lại nha các bạn, mình không có bỏ nha. Để mà mình xay luôn, mình không có cần đợi cho nó nguội. Mình sẽ lấy cái phần sữa mình xay. Còn phần nước này mình cứ việc để một bên. Rồi tiếp tục mình cho cái phần khoai vô máy xay sinh tố đó các bạn. Mình xay nhuyễn ra. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng sữa tươi nè. Mình cho vô để mà mình xay luôn. Không cần đợi cái phần nước luộc khoai nó nguội nha các bạn. Rồi cứ việc cho như vậy đó. Rồi mình xay mịn ra là được ha. Đó, cho các bạn thấy cái màu đẹp dễ sợ luôn á. Rồi khi mà mình đã xay mịn rồi nè, các bạn thấy nè. Đó, như vậy là được rồi đó. Như vậy thì sữa mình làm ra đó, nó sẽ sánh ngon hơn, không bị lợn cợn. Rồi mình sẽ đổ ra một cái nồi nha các bạn. Khi mà mình đã xay xong hết rồi nè, bây giờ mình sẽ cho cái phần đường và sữa đặc vô. Cái lượng đường á thì các bạn nào mà ngọt, thích ăn ngọt nhiều hay là ngọt ít á, mình có thể gia giảm theo cái khẩu vị của mình nha. Đây là cái nước luộc khoai lang hồi nãy nè, mình cho vô luôn. Trời, các bạn coi cái màu tím nó đẹp ghê luôn á. Đó, mình tận dụng hết luôn nha các bạn. Tiếp theo là hồi nãy mình còn dư lại sữa đó các bạn, mình cho vô luôn nha. Mình lấy cái phần sữa mình xay đó, còn dư lại mình cho vô chứ không phải là mình cho thêm vô nha. Rồi mình quậy đều ra ha.
Các bạn thấy là nó có hơi lợn cợn nhưng mà không sao nha. Mình bắt lên bếp mình nấu thì nó sẽ tan ra hết à. Phần sữa này thì mình sẽ nấu trong vòng 3 phút khi mà nó đã sôi nha. Mình tính từ khi mà nó sôi lên rồi á thì mình nấu thêm 3 phút nữa rồi mình tắt bếp. Có những cái phần bọt thì mình sẽ vớt bỏ đi nha các bạn. Đó, vớt bỏ đi để cái sữa mình nó không có bị lợn cợn á. Bây giờ nó đã sôi bùng lên rồi nè. Mình nấu 3 phút nữa rồi mình tắt bếp nha. Rất là thơm luôn các bạn, mà cái màu nó cũng đẹp nữa. Sánh ngon nè. Phần sữa này thì sau khi tắt bếp rồi, mình sẽ để cho nó thật là nguội mới cho vô chai nha các bạn. Bây giờ mình cũng đã tắt bếp rồi đó. Sau khi mà để nguội thật là nguội thì trên mặt nó sẽ có một cái lớp như thế này. Mình chỉ việc lấy cái giá mình quậy đều lên thì nó sẽ đều nha. Đó, các bạn thấy là sữa của mình sánh ngon. Bây giờ mình chỉ việc cho vô chai để mà cho vào tủ lạnh uống dần nha. Mình sử dụng cái ca nào mà có cái mũi á thì mình dễ vô cái phần chai hơn. Đó, như vậy là được rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Một cái màu tím rất là đẹp luôn. Trong những ngày này các bạn thì khoai lang rất là rẻ tiền ha. Với lại là cũng có nhiều nhà từ thiện đó, người ta cho khoai rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở đây thì mình mua nha. Khoai lang này là mình mua 15.000 một ký á. Khi đã vô chai hết rồi nè các bạn ơi, rất là đẹp và rất là ngon. Mình có thể để trong tủ lạnh ngăn mát, nhưng mà các bạn cũng lưu ý là ngăn mát thì mình cũng mở cao một chút để cho nó có cái độ lạnh, chứ không phải là nó hơi mát mát thì nó sẽ dễ bị hư nha. Cho nên là lúc nào mà mình làm đó, mình để ngăn mát mình cũng vặn cái nút nó cao một chút các bạn. Mình sẽ giữ được 2-3 ngày luôn, nó không có bị hư nha. Đó, bây giờ mời các bạn cùng uống với mình một miếng ha. Sữa khoai lang có một vị béo thơm và một cái màu rất là đẹp luôn. Uống thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.